Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một chiếc đầu Blu-ray tích hợp ổ cứng của hãng Panasonic. Chiếc này có tên mã là DMR-BVW850. Sau đây em xin gọi ngắn là Panasonic VW850. Dòng đầu này thì nó có khá nhiều tính năng và vô cùng thú vị. Nó đặc biệt phù hợp với những bác có cái nền tảng kiến thức, những người ưa vọc vạch, ưa khám phá. Bởi vì ngoài cái vấn đề là cho phép ghi đĩa Blu-ray và cho phép ghi đĩa DVD, nó còn cho phép ghi những chương trình yêu thích vào ổ cứng và phát lại với chất lượng cao nhất có thể. Đồng thời với cái chất lượng âm thanh vượt trội, nó thừa tư cách để thay thế một cái đầu đĩa CD, và chất lượng âm thanh nó xuất ra thì những cái đầu CD trong tầm giá 5 triệu không bao giờ đủ tư cách mà so sánh. Ở trong cái cộng đồng chơi những cái thể loại đầu Blu-ray hoặc là DVD tích hợp ổ cứng tại Việt Nam thì số lượng người là tương đối ít, mà đa phần là rơi vào những cái giới tri thức, có tri thức và cũng phải có một vài phần là có kinh tế nữa. Bởi vì cái dòng này cái lúc mới xuất xưởng giá nó rất cao, nó nằm ngoài khả năng của những giới chơi bình dân. Trước khi đi soi ruột gan và xem xét những thành phần linh kiện có liên quan, em xin mời các bác ngó qua về thông số. Tất cả những bác đã và đang theo dõi kênh YouTube của em hẳn là biết cách đây khoảng hơn một tháng em đã từng bán một model Panasonic VDUP 970. Đó là cái model ở cái phân khúc tầm cao hơn chiếc VDUP 850 này. Nhưng cả hai chiếc nó đều chung một ngôn ngữ thiết kế, đó là ngôn ngữ của dòng BVDUP. Panasonic DMR-BVDUP 850 được sản xuất năm 2009, là đầu Blu-ray tích hợp. Nó có cái giá bán lẻ tại Úc năm 2009 là 1.429 đô la Úc, tương đương 23,7 triệu Việt Nam đồng tỷ giá hiện tại. Cái giá mà em bán ra bây giờ không bằng 1 phần 10 cái giá lúc mới xuất xưởng của cái đầu này. Nó cho phép ghi đĩa Blu-ray hoặc cho phép ghi đĩa DVD từ ổ cứng HDD và ngược lại. Đêm hôm qua chính em cũng đã từng ghi thử một đoạn vào đĩa Blu-ray, sử dụng chính cái đầu này ghi thử vào đĩa Blu-ray và mất chừng khoảng hơn 40 phút để ghi cái đoạn video đó. Nhưng mà cái đĩa mà em sử dụng để ghi là cái đĩa đời chủ trước, nó cũng đã có ghi chương trình trước đó rồi. Rất dại dột là sau khi ghi xong là em ngứa mắt mấy cái file cũ ghi trước cái file của em. Em xóa luôn mấy cái file cũ của nó đi. Thành ra là cái đĩa Blu-ray đêm qua em ghi nó xảy ra hiện tượng phân mảnh. Hiện tượng phân mảnh đĩa và nó không đọc nữa. Như vậy là em khẳng định một điều là con đầu này ghi tốt đĩa Blu-ray. Còn đĩa Blu-ray thì nó có nhiều loại lắm. Các bác muốn nghiên cứu thì xin mời lên Google mà search. Em không nắm được đâu ạ. Đồng thời cho phép ghi vào ổ cứng HDD. Cái đầu này được tích hợp một cái ổ cứng 500G. Cho phép ghi vào ổ cứng HDD từ những cái đường line in bên ngoài. Nó có cổng suất HDMI đạt độ phân giải Full HD 1080p 24 khung hình trên giây. Đồng thời là có cổng xuất quang Optical Out, có tích hợp đường mạng LAN Ethernet.
có tích hợp cổng USB, có tích hợp khe cắm thẻ SD và có cả đường E-Link. Cái đầu này cho phép xem những cái bộ phim HD qua kết nối Internet. Muốn xem được thì chúng ta phải có tài khoản. Đồng thời là đường mạng Internet nhà chúng ta là phải đủ mạnh thì mới xem nổi. Bởi vì cái server này nó lấy thẳng từ bên Nhật về chứ không phải là mấy cái server ở trong nước đâu. Em cũng có test cái đường mạng LAN Internet này và cũng có loát ra được, nhưng mà mạng nhà em nó ý ẹ quá, không thể xem nổi. Con chip DA bên phần audio là chip 24 bit ở 192 kHz. Chip DA tức là chip đồ họa bên video là chip 12 bit ở 148 MHz. Chiếc này có kích thước cụ thể rộng 43, cao 5,9 và sâu 23,9 cm, nặng 3,4 kg, công suất tiêu thụ nguồn 28W, điện áp sử dụng 100V, made in Japan. Một cái đặc điểm rất hay ở những cái dòng đầu Blu-ray hoặc là DVD tích hợp ổ cứng của Panasonic đó là nó đọc tốt tất cả các thể loại đĩa CD chép, đọc tốt tất cả các thể loại đĩa Blu-ray chép, đồng thời là xuất ra đường quang hay ngang ngửa, thậm chí trên cả những cái đầu CD trong tầm giá 5 triệu. Giờ chúng ta đi soi về thiết kế của chiếc VDUC 850. Chiếc này nó mang một cái thiết kế gần như giống hệt cái chiếc VDUC 970 mà em đã từng cho lên sóng. Với cái phần mặt trước được làm bằng kính mica kết hợp cùng với nhựa. Chúng ta thấy nếu để ý sẽ thấy có 3 gam màu. Cái gam màu bên dưới này là màu đen. Màu đen của nhựa. Cái gam màu nằm ở giữa đó là cái màu đen bóng của kính mica. Và phần trên có một cái dải màu ghi sáng tạo cái điểm nhấn cho thiết bị. Nằm ở vị trí trung tâm của cái mặt này là cái logo của hãng và tên model DMR-BVDUC 850. Ở góc bên tay phải thì là có vài cái tính năng mà hãng nó khoe ra như là Viera Link, BDLite, thẻ nhớ SD. Khi chúng ta lật cái cốp này ra, chúng ta sẽ thấy ở góc bên tay phải là có cái thẻ bi cạc để xem truyền hình vệ tinh trả phí. Và chỗ này là có nút eject ra đĩa. Chỗ này chúng ta thấy có những cái phím cơ bản nhất, đó là fly stop, nút ghi, nút chuyển đổi qua lại các kênh sóng bên phần thu sóng truyền hình vệ tinh và truyền hình mặt đất. Đây là khe cắm thẻ USB, đây là khe cắm thẻ nhớ, đây là cổng E-Link hay còn gọi là cổng DV. Một lát nữa em sẽ phân tích kỹ hơn. Ở cái đường thẻ SD này thì cho phép phát nhạc và phim. Đó là thông số của nhà sản xuất, người ta công bố như vậy. Chứ em cũng không có cái thẻ SD nào để test ở đây. Còn cổng USB này nó không cho phép chơi play mà nó sẽ cho phép chép những cái file, ví dụ như là file ảnh chẳng hạn, vào trong ổ cứng từ cái đường USB này, rồi từ ổ cứng phát lại. Có một cái đường này thì là xứng đáng là Full HD. Với tất cả những bác mà ưa vọc vạch thì cái cổng E-Link này là cái cổng có chất lượng cao nhất ở trên cái đầu đĩa này. Đây là cái cổng E-Link vào cho phép tiếp nhận và ghi lại những cái video ở độ phân giải Full HD. Chỉ cổng E-Link thì mới đảm nhiệm được cái độ phân giải Full HD mà thôi. Còn khi chúng ta sử dụng những cái đường line-in dạng jack RCA ở phía sau để tiến hành ghi thì cái độ phân giải cao nhất mà nó cho phép
là tầm HD 720. Đó là cái giới hạn cuối cùng của đường bông sen. Ở góc bên tay trái chúng ta thấy cái biểu tượng Blu-ray và đi ga và nút tắt mở nguồn. Ở phía bên trên này thì nó khoe ra là đọc được đĩa AVC Rec và đĩa AVC HD. Tất nhiên là phải đọc được đĩa DVD và ghi được đĩa DVD rồi. Này là cái chắc chắn. Dòng này thì sẽ có bộ nhớ RAM ở bên trong, bởi vì nó đọc được những cái loại đĩa gọi là đĩa DVD RAM. Đó. Ở Việt Nam ta rất hiếm khi nhìn thấy cái dòng đĩa DVD RAM. Một cái dòng đĩa vô cùng thú vị các bác ạ. Nó thú vị ở cái điểm như thế này. Khi các bác cho cái đĩa DVD RAM vào cái máy này, nếu các bác để cái đĩa bên trong, nó sẽ không chạy. Các bác muốn nó chạy thì các bác phải cho cái đĩa ra ngoài. Bởi vì cái đầu nó đã chép toàn bộ dữ liệu của cái đĩa vào bộ nhớ RAM bên trong. Khi chúng ta cho cái đĩa DVD RAM đó ra khỏi ổ thì cái đầu nó sẽ tiến hành đọc cái toàn bộ những cái dữ liệu mà nó ghi lại được từ cái đĩa DVD RAM đó. Ở Việt Nam ta không có thể loại đĩa đó. Ở chỗ này thì là hai cái chuẩn âm thanh cao nhất đối với cái đường xuất HDMI. Đó là chuẩn Dolby True HD Digital Plus và chuẩn DTS HD Master Audio. Xin lưu ý cả hai cái chuẩn này nó chỉ thể hiện được ở trên đường HDMI. Còn trên cổng xuất optical out thì không bao giờ có hai cái chuyện DTS HD và Dolby True HD này. Dolby True HD và DTS HD là gì? Đó là nó sẽ hỗ trợ âm thanh đa kênh. Chỉ ở cổng HDMI thì mới có đủ khả năng hỗ trợ âm thanh đến 7.1 hoặc 9.1 hoặc 9.2. Còn ở đường xuất optical out hay còn gọi là đường xuất quang ra thì chỉ hỗ trợ âm thanh cao nhất đến 5.1 mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi soi ruột gan của chiếc này. Có thể nói là nó còn đẹp. Ở góc bên tay trái chính là cái ổ Blu-ray. Ngoài cái vấn đề đọc đĩa Blu-ray, đọc đĩa DVD, đọc đĩa CD thì nó còn cho phép ghi đĩa Blu-ray, ghi đĩa DVD nữa. Đêm hôm qua em đã dùng chính cái ổ này để ghi thử và em khẳng định cái ổ này ghi tốt, ghi và phát tốt. Chúng ta soi đến cái ổ cứng. Ôn rồi, nó đã sử dụng ổ xịn sò của hãng Hitachi. Ổ có dung lượng là 500 GB, được sản xuất năm 2009, dòng ổ SATA rất là quen thuộc. Tất cả những ai mà chơi máy tính để bàn thì chắc là không có lạ gì cái dòng ổ này. Chúng ta tiếp tục soi đến cái main xử lý trung tâm. Đây là main board xử lý trung tâm với tất cả những con chip đình đám đều được quay mặt xuống phía dưới để tận dụng cái tấm đáy làm tản nhiệt. Ở chỗ này chúng ta chỉ nhìn thấy con chip xuất HDMI chính hãng Panasonic. Tất cả những cái con tụ hiện diện ở trên cái bo mạch chính này đều là tụ vỏ nhôm cao cấp. Chỗ này chúng ta nhìn thấy hai cái hộp để thu truyền hình số vệ tinh và truyền hình số mặt đất. Khoản này về Việt Nam không hữu dụng, do vậy em không nhắc đến nhiều. Ở chỗ này chúng ta nhìn thấy bộ nguồn, một cái bộ nguồn khá là trau chuốt cho một cái sản phẩm có giá trên 20 triệu đồng. Đó là nó có đến hai cuộn lọc nhiễu ký sinh đầu vào. Đây là tụ lọc nguồn chính, đây là biến áp xung. Và ngay phía sau là một cái quạt tản nhiệt. Có thể nói đây là một trong những cái dòng đầu đĩa có thiết kế khá là gọn gàng, nhưng ẩn chứa trong mình nó là những cái thứ tinh hoa thuộc về công nghệ của Panasonic. Một trong những cái hãng mà nắm giữ những cái bí quyết công nghệ phải nói là thuộc hàng top đầu thế giới. Ở Nhật Bản thì có hai hãng được cho là nắm giữ những cái công nghệ đỉnh cao trên thế giới.
đó là hãng Sony và hãng Panasonic. Những sản phẩm của hãng này luôn có cái chất lượng cũng như là có những cái tính năng vượt trội hơn so với những hãng khác. Kẻ thù của Panasonic và Sony đó chính là Toshiba. Đó là kẻ thù không đội trời chung trong suốt bao nhiêu năm tháng. Nhưng hiện tại thì người ta cũng vì cái tình trạng suy thoái toàn cầu thì họ cũng bỏ qua những hận thù và tiến gần đến với nhau để tiến hành hợp tác với nhau. Hận thù cái gì, sắp phá sản đến nơi rồi. Kể cả Sony cũng ở trong bờ vực phá sản, Panasonic cũng vậy, Toshiba thì ngấp ngoái cũng sắp sửa chết đến nơi rồi. Tại sao những cái hãng công nghệ của Nhật lại ngắc ngoài khốn khổ như vậy? Đó là vì người khổng lồ Trung Quốc cũng tham gia vào cái chuỗi sản xuất. Và những sản phẩm của Trung Quốc có giá thành rẻ hơn rất nhiều so với những sản phẩm đến từ Nhật Bản. Và xu hướng của xã hội bây giờ, người ta không phải là ăn chắc mặc bền nữa, mà người ta chơi đồ theo thời vụ. Có thể một món đồ người ta chỉ dùng khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm, chán là người ta lẳng đi, chứ người ta sẽ tiếp tục tìm đến những cái món đồ có hàm lượng công nghệ cao hơn, những tính năng mới hơn. Chứ người ta sẽ không bỏ ra nhiều tiền để sở hữu một cái món đồ được cho là bền bỉ, nhưng chỉ 2 năm sau là lỗi mốt. Vấn đề là như vậy. Ở chỗ này chúng ta nhìn thấy có hai đường line in đầu vào, ghi line 1 và line 2. Hai đường này thì mỗi một đường bao gồm một đường hình vào và hai đường tiếng vào. Tín hiệu đường này đưa vào để phục vụ cái vấn đề ghi vào ổ cứng. Và bên dưới là đường line out xuất ra, bao gồm một đường hình dạng bông sen xuất ra và hai đường tiếng xuất ra. Đường này thì em thực sự chưa nắm được. Em chỉ biết đây là đường này là đường xuất đồng trục ra. Và đây là hai đường tiếng xuất ra dành riêng cho những con âm ly không có đường quang các bác nhé. Đây là đường xuất cổng D. Trước khi có kết nối HDMI thì kết nối cổng D và cổng S là cao cấp hơn rất nhiều so với cái đường xuất dạng bông sen này. Ở đường xuất hình dạng bông sen thì nó cho phép xuất ra cái hình ảnh tới hạn cao nhất là 720i các bác nhé, chưa được P đâu. Nhưng khi có cái cổng D này thì nó cho phép xuất ra đến Full HD 1080i. Như vậy ở bọn phương Tây nó hay sử dụng cái cổng D này để kết nối lên màn hình, nó sẽ cho chất lượng đẹp hơn rất nhiều so với cái cổng xuất dạng RCA bông sen này. Đây là đường xuất quang ra optical out, đạt 24 bit ở 192 kHz. Đường xuất quang này chất lượng âm thanh ngang ngửa, thậm chí hơn những cái đầu CD trong tầm giá 5 triệu đồng. Đây cũng là một cái đường DV ngõ phía sau. Như em vừa nói, cái đường này hỗ trợ độ phân giải Full HD. Nếu như bác nào muốn ghi vào ổ cứng với cái chất lượng hình ảnh cao nhất thì nên tìm kiếm cái rắc kết nối đường D này để kết nối với cái đầu đĩa của chúng ta để tiến hành ghi vào ổ cứng với cái chất lượng hình ảnh và âm thanh cao nhất. Còn khi các bác kết nối bằng cái đường bông sen này để ghi vào ổ cứng thì cái hình ảnh nó hỗ trợ cao nhất chỉ đến 720i mà thôi. Đây là đường để cắm điện thoại bàn, cái này không nói đến làm gì. Bốn cái cọc này để đấu vào xem truyền hình mặt đất và truyền hình vệ tinh. Đây là đường mạng LAN internet và đây là cổng xuất HDMI đạt độ phân giải Full HD 1080p 24 khung hình trên dây. Đây là thông số phía sau Panasonic DMR BVDUC850 Blu-ray-Zis Recorder. Công suất tiêu thụ nguồn 28W điện áp sử dụng 100V, tần số điện lưới từ 50 đến 60 Hz. Made in Japan. Các bác để ý đây là chữ Nhật. Tất cả những người hiểu tiếng Hán biết ngay đây là chữ Nhật, có nghĩa là sản xuất tại Nhật Bản. Đây là phía sau cái quạt tản nhiệt. Cái đầu này sử dụng dây nguồn rời, nó được sản xuất năm 2009
có số seri là 2498. Bữa vừa rồi em có lên một chiếc đàn em của chiếc này, đó là một cái dòng ở phân khúc thấp hơn, đó là chiếc Panasonic V-Dub 100, em nhớ là như vậy. Cái chiếc đó với cái trình điều khiển gần như là giống hệt đối với cái chiếc này. Do vậy là trong đêm hôm nay khi em làm cái video test các tính năng của chiếc V-Dub 850 này, em sẽ làm tóm lược thôi. Các bác muốn tìm hiểu thì quay trở lại tìm cái video mà em đã làm vô cùng kỹ lưỡng về cái chiếc V-Dub 100 thì các bác sẽ hiểu ngay. Đây là nắp lưng gọi là xịp xê, chấp nhận được, không cần phải sơn lại. Đây là phía sau cái vỏ nắp cũng có một vài vết ố nhưng hoàn toàn không có gì xét gì cả. Ở trên mặt cái đầu này cũng có một cái vết xước nhỏ nhỏ thôi. Cái vết xước nằm ở đây. Nói tóm lại cái nhan sắc này là chấp nhận được. Còn ông nào khó tính quá mà từ xưa đến nay sống theo chủ nghĩa hoàn hảo thì tránh xa cái shop của em ra, đồ của em không đạt yêu cầu của các ông đâu ạ. Các ông phải tiếp cận với những cái shop đình đám, các ông phải mua những thứ hàng được ship thẳng từ e bay về, các ông phải mua những cái thứ nó còn full thùng xốp, chứ đồ của em thì nó không có thùng xốp bao giờ, nó sẽ có sứt sẹo và khách của em chỉ là những khách bình dân, chứ em chưa bao giờ và cũng không bao giờ muốn tiếp cận với cái nhóm khách ở cái tầm lớp cao hơn. Vâng, trong đêm nay em sẽ có video test đàng hoàng, mong các bác chú ý theo dõi. À vâng, bây giờ anh em chúng ta sẽ bước vào những bản test trên chiếc Panasonic V-Dub 850. Như thường lệ, em đã rút điện cái đầu này ra rồi. Và bây giờ em sẽ đi cắm lại để các bác dễ tưởng tượng cái quá trình chuẩn bị cho khởi động và khởi động lên nó hết chừng bao nhiêu phút. Trong các đám đầu Blu-ray tích hợp ổ cứng thì có hai cái hãng tốt nhất thế giới là hãng Sony và Panasonic, là hai cái hãng này mất cái thời gian khởi động lâu hơn cả. Ở những hãng khác như là Toshiba và Sharp, khả năng là cái tiến trình khởi động còn nhanh hơn hai cái hãng này. Bây giờ em sẽ đi cắm điện. Cái này nó chỉ là tiểu tiết nhưng cũng rất quan trọng trong cái quá trình sử dụng. Khi mới cắm điện vào thì trên màn hình của cái đầu đĩa sẽ có dòng chữ Please Rewind chạy qua. Đây là cái khoảng thời gian mà cái đầu đang lấy dữ liệu bootloader trong ổ cứng lấy ra để phục vụ cho cái quá trình chuẩn bị cho khởi động. Nói cho dễ hiểu thì cái đầu đĩa này nó sử dụng một cái hệ điều hành. Nó cũng tương tự như kiểu hệ điều hành Windows ở trên máy tính vậy. Những cái dữ liệu của hệ điều hành nó nằm ở trong ổ cứng. Như vậy khi cắm điện vào, ổ cứng sẽ phải quay, phải hoạt động trước để vi xử lý nó lấy dữ liệu ra để tiến hành chuẩn bị cho khởi động. Như vậy là cái quá trình chuẩn bị cho khởi động đã xong. Ở trên mặt của đầu đĩa nó hiện cái biểu tượng đồng hồ nháy như thế này, là chúng ta có thể ấn nút power được rồi. Khi ấn power sẽ có dòng chữ hello hiện trên màn hình và đèn chỉ thị màu xanh nó bật sáng lên. Đồng thời chúng ta thấy ở góc trái
có chữ HDD, trung tâm màn hình có chữ L1. Như vậy có nghĩa là trong cái đầu này hiện tại không có đĩa, không có bất cứ cái đĩa nào ở trong này, thì đầu đĩa nó sẽ tự động chuyển sang cái trạng thái sử dụng ổ cứng HDD. Chữ L1 có nghĩa là hiện tại là cái đầu này đang thông tín hiệu ở cái đường line 1. Đường line 1 đã sẵn sàng cho quá trình ghi những cái dữ liệu vào trong ổ cứng. Bây giờ thì xin mời các bác chúng ta vòng ra phía sau để xem qua một chút về các kết nối. Bác nào mà đang chuẩn bị mua chiếc này phải hết sức chú ý. Đây là cái video giới thiệu, đồng thời cũng là cái video hướng dẫn sử dụng luôn. Sau khi mua chiếc đầu này về xong sẽ không có bất cứ cái hướng dẫn kỹ thuật nào thêm nữa. Người mua phải tự nghiền ngẫm, tự nghiên cứu. Chúng ta có một cái ví von vui như thế này. Bây giờ chúng ta cứ xét cái trình độ của người chơi audio tại Việt Nam theo cái thứ tự tăng dần từ số 1 đến số 12, thì cái nhóm người đủ khả năng để mà tiếp cận, để mà sử dụng thành thạo được cái dòng đầu đĩa này, bắt buộc phải đứng ở mức số 9. Các bác nhé, phải ở mức số 9 thì mới đủ khả năng sử dụng và khai thác hết được sức mạnh của những cái dòng đầu đĩa kiểu như thế này. Các bác có thể thấy là em đang cắm cái điện thoại vào đây để một lát nữa em tiến hành ghi thử vào ổ cứng. Nếu như muốn ghi cả hình lẫn tiếng thì các bác cắm thêm ngõ hình vào đây. Ở đây là đường xuất quang optical out, em đang đưa xuống cái âm ly nằm phía dưới. Và đây là đường xuất HDMI, em đang dẫn lên cái màn hình kiểm tra nằm phía trên. Về kết nối nó đơn giản vậy thôi, không có gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào những bản test. Mở đầu cho bản test, em sẽ cho vào đây một cái đĩa CD, một cái đĩa CD chép. Đĩa phono lòng đen rẻ tiền. Đang trong quá trình loát đĩa. Đã tìm thấy đĩa rồi đấy ạ. Khá là nhanh. Ở trên màn hình, một lát nữa sẽ hiện thông tin. Nó auto tự đọc luôn. Thank you.
cái con kiểu này mà nó xuất âm ra đường quang ấy thì kể cả những cái con CD trong tầm giá 5 triệu không ăn nổi nó đâu các bác ạ. Video ngày hôm nay ở phần hướng dẫn sử dụng em sẽ làm tóm lược thôi. Bác nào đang chuẩn bị mua chiếc này phải hết sức chú ý tìm ở trên kênh YouTube của em về cái model Panasonic VDUP 100. Em đã có hướng dẫn vô cùng chi tiết trên cái model đó. Rồi bắt đầu lấy những cái hướng dẫn sử dụng ở trên model đó tham chiếu vào model này. Còn cũng nói thẳng một điều như thế này. Lúc nãy em đã nói trình độ để chơi được những dòng này phải là 9 trên 12 trong 12 cung bậc của những người chơi audio tại Việt Nam. Bác nào muốn sở hữu cái đầu này ít nhất phải đạt ở mức số 9 trên 12 thì mới đủ khả năng để mà khai thác hết được những cái điểm mạnh của cái dòng đầu kiểu như thế này. Ở trên cái model VDUP 100 em đã nói khá rõ. Em có nói đến cái số gọi là số 4 thần thánh ở đây. Ví dụ như là các bác có một cái đĩa CD cực kỳ quý giá, các bác muốn lưu toàn bộ cái dữ liệu của cái đĩa này vào ổ cứng thì các bác phải để ý đến cái nút số 4 thần thánh ở trên cái remote này. Em đã nói rất rõ ở trên cái model VDUP 100. Bây giờ em xin tóm lược sơ qua. Ví dụ các bác muốn ghi toàn bộ cái đĩa này vào ổ cứng, các bác ấn vào nút số 4 ở trên remote. Nó sẽ loát và nó sẽ hỏi một câu như thế này: ông có muốn ghi toàn bộ cái đĩa này vào ổ cứng hay không? Bên này là đồng ý, bên này là không đồng ý. Nếu như ngay bây giờ chúng ta ấn nút OK ở trên remote thì cái đầu nó sẽ thực hiện cái thao tác ghi toàn bộ cái đĩa này vào ổ cứng bên trong. Cái này thì em nói khá là kỹ ở trên cái model VDUP 100 rồi. Để thoát khỏi cái bảng này, chúng ta ấn nút Exit. Ở trên cái model VDUP 100 em thậm chí hướng dẫn cả cái cách ghi những cái đĩa DVD hoặc là Blu-ray vào ổ cứng. Mong bác nào mà đang chuẩn bị mua chiếc này cố gắng bỏ thời gian ra xem lại, vì trên video này em sẽ không nhắc lại nữa đâu. Bây giờ thì em sẽ chuyển sang test một đoạn đĩa DVD. Để sử dụng được cái dòng đầu này một cách ngon trớn, bắt buộc người chơi phải thông thạo ứng dụng Google Dịch. Sau đó bật ứng dụng lên, hướng camera của điện thoại vào thẳng màn hình của TV. Để ở chế độ dịch trực tiếp từ tiếng Nhật ra tiếng Việt. Rồi men theo cái bản dịch đó để cân chỉnh cái đầu làm sao cho nó hợp lý. Như vậy em mới nói là nếu như mà trình độ không ở cái cấp 9 trên 12 trong 12 cái cung bậc của dân chơi audio thì sẽ rất khó để có thể sử dụng nổi những cái modem kiểu như thế này. Em sẽ ấn Next cho nó nhanh. Yōchien 9月号 付録 Natsu Challenge DVD 始まるよ。Đĩa CD, đĩa DVD và đĩa Blu-ray em đã đều test hết sức là kỹ lưỡng rồi. Thậm chí đối với cái đầu này, đêm hôm qua em đã tiến hành ghi thử vào đĩa Blu-ray bằng chính cái đầu này. Nhưng mà thực sự là hơi ngu, bởi vì ghi xong rồi xem ngon trớn rồi thì em lại muốn xóa những cái file cũ do đời chủ trước nó ghi. Đâm ra là cái đĩa nó bị phân mảnh và nó sẽ không đọc nữa. Đây là một cái đĩa Blu-ray chép do đời chủ trước người Nhật nó chép từ những cái chương trình TV truyền hình độ nét cao vào đây. Em sẽ cho vào để test. Những con đầu Blu-ray mà đọc được đĩa Blu-ray chép do những con đầu của hãng khác chép ra thì yên tâm lắm.
Cái này em có nói khá kỹ ở trên cái model Sony RS10 ngày hôm qua. Đang trong quá trình tìm đĩa. Những cái đĩa Blu-ray dòng đắt tiền cho phép ghi và xóa nhiều lần tại Việt Nam mua được cũng không dễ đâu ạ. Nó đã nhận được đĩa Blu-ray và ở trên màn hình nó báo là chúng ta sẽ chơi những cái thứ đã ghi ở trong cái đĩa này hay là có một cái tùy chọn khác. Tùy chọn khác ở đây có thể là định dạng lại đĩa hoặc có thể ghi thêm vào cái đĩa này. Để phát thì chúng ta ấn vào cái dòng đầu tiên này, ấn OK. Nó sẽ liệt kê ra tất cả những cái thứ hiện tại đang có ở trong cái đĩa Blu-ray này. Giờ em sẽ chọn cái file đầu tiên. エクソスペシャルプログラムズ。エクソのスズメン番組をピックアップ。エクソのリーダー、スホの映画初出演作品、グローリーデイ。ディオ主演の切ない青春ラブストーリー。ダーカティオペス実況中古屋。純情。そしてチャンネル出演、チャンス紹介、初恋を探して。詳しくはワウワウエクソで検索。 Như vậy là anh em chúng ta đã trải qua cái phân đoạn kết đĩa. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phân đoạn test tiếp theo, đó là test xem những cái thứ hiện tại đang có ở trong ổ cứng. Khi chúng ta bỏ đĩa ra khỏi cái đầu này thì nó sẽ tự động chuyển về trạng thái sử dụng ổ cứng HDD. Ở trên cái remote này thì nó cũng giống gần như giống hệt cái remote trên cái con Panasonic V-Dub 100. Bác nào đang chuẩn bị mua xin cố gắng xem kỹ lại cái video đó. Ở trên video này em sẽ không nhắc lại nhiều nữa. Để xem những cái file mà đang có ở trong ổ cứng, chúng ta ấn vào nút Pick ở trên remote. Nó sẽ liệt kê ra đây những cái file hiện tại đang có ở trong ổ cứng. Bây giờ em sẽ chọn một cái file bất kỳ, file này đi. Ấn OK để các bác xem. の甘みを引き立て、パンに乗せて食べれば、後引く美味しさです。続いては炊いた米と牛のひき肉、パン粉。卵などを加えてよく混ぜます。家庭料理です。私のレシピほとんどお母さんから。一口サイズに丸めて片栗粉をまぶしたら、人参、じゃがいもと煮込みます。その間に卵の黄身。 Như vậy là anh em chúng ta đã trải qua シミに挑む。được 3 phần tư quãng đường. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cách ghi vào ổ cứng. Trước tiên thì chúng ta phải chuyển đúng ngõ. Chúng ta đưa tín hiệu vào ngõ nào thì chuyển về đúng ngõ đó. Hiện tại em đang để ở ngõ line 1. Chúng ta có thể thay đổi bằng cái nút TV AV này. Khi chúng ta ấn thì trên màn hình nó sẽ hiện ra những cái ngõ khác nhau. Đây là ngõ line 2 này. Cứ ấn cái nút TV AV. Đây là DV này, đây là E-Link này. Chúng ta đang cắm tín hiệu vào ngõ line 1 thì chúng ta chuyển về đúng ngõ line 1. Như vậy là đã thông tín hiệu. Và một cái điểm cần lưu ý tiếp theo đó là
cái chất lượng của bản ghi chúng ta có thể thay đổi được bằng cái nút đối diện với cái nút em tô màu đỏ này. Khi ấn vào đây nó sẽ hiện ra một cái bảng những cái thông số về chất lượng bản ghi. Đối với những cái nguồn line in bên ngoài thì nó cho phép ghi cao nhất ở định dạng XP. Khi ghi ở cái định dạng XP thì chúng ta ghi được thêm 111 giờ nữa. Khi các bác muốn ghi những cái video chất lượng cao hoặc là những cái bản nhạc có định dạng lossless thì em khuyên là nên để ở XP. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ghi thử một đoạn vào ổ cứng. Để ghi công việc vô cùng đơn giản. Sau khi lựa chọn cái chất lượng bản ghi xong, chúng ta ấn nút em tô màu đỏ ở trên remote này để ghi. Lúc nào không muốn ghi thì ấn stop, đơn giản vậy thôi. Nguồn phát thì vẫn là cái điện thoại này và vẫn là bài hát cũ cho nó khách quan. Ở volume em sẽ để một mức 40 đi. Bây giờ thì là em sẽ tiến hành ghi thử một đoạn vào ổ cứng. Các bác nên đeo tai phone vào để tiện so sánh giữa cái nguồn nhạc gốc được ghi vào cái đầu đĩa này và sau khi ghi xong phát ra bằng ổ cứng để coi nó có suy hao hay là không. Bây giờ em sẽ tiến hành ghi thử. Dừng ghi rồi. Chúng ta ghi thử một đoạn vào ổ cứng thôi, chứ không có thời gian để mà rèn giữ lâu. Bây giờ thì em sẽ vòng ra phía sau để rút cái điện thoại này ra cho nó khách quan ấy mà. Không để có nhiều bác bán tín bán nghi cho rằng là chắc gì nó đã ghi được cái thứ gì vào ổ cứng, nhạc vẫn phát từ cái điện thoại qua. Như vậy là không có cái gì liên quan vào cái đầu đĩa này nữa, ngoài hai cái đường xuất quang đưa xuống cái âm ly và xuất HDMI đưa lên cái màn hình kiểm tra. Chúng ta sẽ đi kiểm tra cái file mà chúng ta vừa mới ghi vào ổ cứng. Để kiểm tra vô cùng đơn giản, chúng ta ấn vào cái nút pick ở trên remote. Nó sẽ liệt kê ra tất cả những cái thứ mà hiện tại đang có ở trong ổ cứng. Các bác để ý này, cái file ở bên dưới cùng có cái chữ mới này là file chúng ta vừa mới ghi vào. Em sẽ ấn OK để chơi cái file này. Chiều nay mưa trên phố Huế,
ghi đến đúng đoạn này thì em ấn nút dừng. Các bác có thể thấy ngay là chất lượng của bản ghi so với bản gốc là tương đương, hoàn toàn không có sự suy hao gì cả. Đó mới gọi là chất lượng Nhật Bản. Video thì cũng quá dài rồi, nhưng mà em cũng vẫn cứ xin kết luận như sau. Model Blu-ray Panasonic VDUB850 là một cái đầu đĩa với khá nhiều tính năng. Ngoài cái vấn đề đọc đĩa Blu-ray, đọc đĩa DVD và đĩa CD ra, nó còn cho phép ghi đĩa Blu-ray hoặc ghi đĩa DVD, đồng thời cũng cho phép ghi những cái chương trình yêu thích vào trong ổ cứng rồi phát lại với cái chất lượng cao nhất có thể. Chúng ta có thể ghi một cái đĩa Blu-ray, chúng ta cho một cái đĩa Blu-ray hoặc một cái đĩa DVD hoặc một cái đĩa CD vào đây, chúng ta có thể ghi vào trong ổ cứng, và ngược lại chúng ta cũng có thể ghi từ ổ cứng ra đĩa. Nói tóm lại, đây là một cái sản phẩm nó rất thú vị, và nếu như ai đó đủ kiến thức, đủ kinh nghiệm thì sẽ vận hành và khai thác hết được điểm mạnh của nó. Vâng, bác nào cảm thấy mình đủ trình độ và để tiếp cận với cái dòng này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở chú thích video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.